Anh em thân mến, hiện nay hầu hết dư luận khách quan trên thế giới đều cho rằng những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, mà đặc biệt là yêu sách đường lưỡi bò, là những đòi hỏi vô lý, không phù hợp với luật pháp quốc tế và cũng hoàn toàn mâu thuẫn với tài liệu lịch sử chính thống của người Trung Quốc. Thế nhưng, các hành động gây hấn ngày càng gia tăng của Trung Quốc nhằm áp đặt yêu sách đường lưỡi bò không chỉ khiến các quốc gia trong khu vực lo ngại, mà còn bị cộng đồng quốc tế phê phán như là sự đe dọa tới quyền tự do hàng hải cũng như lợi ích của nhiều quốc gia khác trên thế giới. Điều này đã khiến các nước trong khu vực phải lên tiếng, thậm chí là kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài quốc tế. Và mới đây nhất thì ông lớn Mỹ cũng chính thức có hành động bác bỏ đường lưỡi bò trên Biển Đông, trong khi các nước trong khu vực Đông Nam Á cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó, thì phía Trung Quốc đang cảm thấy rất căng thẳng vì ngoài Mỹ thì còn 60 nước khác cũng lên tiếng bóc mẽ Trung Quốc. Phe này Trung Quốc coi như gặp kiếp nạn 82, tam tai đủ đường. Vậy rốt cuộc Mỹ và các nước đã có hành động mạnh mẽ gì để phản đối Trung Quốc? Trung Quốc phản ứng ra sao trước tình thế đó? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, Trung Quốc là nước lớn và luôn có âm mưu bá chủ thế giới. Bởi vậy, luôn tăng cường các hành động phi pháp ở trên Biển Đông, gây hấn với tất cả các quốc gia trong vùng tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc nghĩ rằng đó là các nước nhỏ hơn mình nên cứ thỏa sức bắt nạt. Cụ thể bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 2009, cùng với công hàm gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phản đối việc Việt Nam nộp báo cáo về ranh giới ngoài thềm lục địa của mình cho Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982. Trung Quốc đã gửi kèm một sơ đồ trên đó thể hiện đường yêu sách chín đoạn của mình trên Biển Đông. Theo lời văn công hàm thì Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, và các vùng nước kế cận, và có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng nước liên quan cũng như đáy biển và lòng đất đáy biển ở đó. Ngày 8 tháng 5 năm 2009, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã có công hàm số 86/HC-2009 gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bác bỏ công hàm và sơ đồ nói trên. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã trả lời phỏng vấn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và coi đường yêu sách chín đoạn của Trung Quốc thể hiện trên sơ đồ là không có giá trị vì không có cơ sở pháp lý, lịch sử và thực tiễn. Vậy đường lưỡi bò của Trung Quốc là gì? Cụ thể, đường lưỡi bò, chữ U hay đứt đoạn đều là cách gọi khác nhau mà các học giả trên thế giới dùng để chỉ yêu sách của Trung Quốc. Đối với 80% diện tích của Biển Đông, được vẽ sát vào bờ của các quốc gia ven Biển Đông như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines. Đường yêu sách này ban đầu có 11 đoạn do chính quyền Trung Quốc, Quốc dân đảng vẽ ra vào năm 1947 và sau đó được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục sử dụng nhưng có sửa đổi, bỏ bớt 2 đoạn trong vịnh Bắc Bộ nên chỉ còn lại 9 đoạn. Công hàm ngày 7 tháng 5 năm 2009 có lẽ là văn bản đầu tiên trong hơn 60 năm qua thể hiện quan điểm chính thức của Trung Quốc về ý nghĩa pháp lý quốc tế của đường yêu sách chín đoạn và cũng là lần đầu tiên mà Trung Quốc chính thức công bố sơ đồ đường yêu sách này với thế giới. Trước đó, mặc dù đường yêu sách này đã được thể hiện nhiều lần trên bản đồ Trung Quốc, nhưng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ có một tuyên bố chính thức nào về ý nghĩa pháp lý quốc tế cũng như quốc gia của đường đứt đoạn này. Thậm chí trong những văn bản pháp lý quan trọng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về các vùng biển như các tuyên bố về lãnh hải năm 1958, về lãnh hải và vùng tiếp giáp năm 1992, về đường cơ sở 1996 và về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 1998, thì đường yêu sách này cũng không hề được nhắc đến. Có lẽ không cần bình luận gì thêm vì sao một yêu sách được cho là đã có lịch sử hơn nửa thế kỷ mà lại không được các nước trong khu vực tính đến và không ai tôn trọng trên thực tế. Đường đứt đoạn này không thể là yêu sách nghiêm túc của một quốc gia đối với một vùng biển rộng lớn vì nó không có một nội dung pháp lý rõ ràng, thậm chí là mâu thuẫn và không thể xác định được vị trí của nó trên thực địa. Một yêu sách không có giá trị pháp lý quốc tế. Bởi vậy mà không chỉ có nước có diện tích Biển Đông đồng loạt lên tiếng phản đối, mà mới đây, ông lớn Mỹ cũng đã có hành động để bác bỏ đường lưỡi bò. Đồng thời, Mỹ đã thẳng thừng lên án Bắc Kinh có nhiều hành động khiêu khích nhằm củng cố chủ quyền đường lưỡi bò phi lý, dọa nạt các nước trong khu vực bằng sự bất ổn và nguy cơ xung đột. Theo tài liệu chính thức từ Bộ Ngoại giao Mỹ, thì đường lưỡi bò mà Trung Quốc đơn phương đưa ra tại Biển Đông
không phù hợp với luật pháp quốc tế về biển. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố báo cáo phản bác đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc đơn phương đưa ra tại Biển Đông. Báo cáo được công bố chỉ một tuần trước thời hạn tòa trọng tài quốc tế yêu cầu Trung Quốc đưa ra tài liệu biện luận về vụ kiện của Philippines đối với yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh tại Biển Đông. Báo cáo do Cục Đại dương và các vấn đề môi trường và khoa học quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành với mục đích nghiên cứu những đòi hỏi về biển hoặc ranh giới biển của các quốc gia duyên hải và đánh giá sự phù hợp của những đòi hỏi này với luật pháp quốc tế. Báo cáo cho biết năm 2009, Trung Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong đó kèm bản đồ đường chín đoạn bao trùm các đảo, vùng nước và cấu trúc địa lý khác tại Biển Đông. Đường chín đoạn chiếm khoảng 2 triệu km vuông diện tích biển, tương đương với 22% diện tích đất của Trung Quốc và 13 km vuông diện tích đất trên Biển Đông, trừ Đài Loan và đảo Đông Sa, bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và bãi cạn Scarborough. Báo cáo nêu rõ, đường chín đoạn nằm khá gần với đường bờ biển của các quốc gia tiếp giáp với Biển Đông. Trong đó, đoạn số 1 chỉ cách bờ biển Việt Nam 50 hải lý và cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 36 hải lý. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, bản đồ có đường lưỡi bò đầu tiên được cho là xuất hiện tại Trung Quốc từ năm 1947, trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Bản đồ đường lưỡi bò năm 2009 của Trung Quốc có nhiều điểm không thống nhất với các bản đồ khác, trong đó có bản đồ 11 đoạn xuất bản năm 1947. Chẳng hạn như đoạn đứt khúc thứ 2 nằm gần bờ biển Việt Nam hơn 45 hải lý so với đoạn gần nhất trên bản đồ năm 1947, trong khi đoạn 1 gần hơn 15 hải lý. Báo cáo nhấn mạnh, cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa làm rõ những đòi hỏi về biển liên quan đến đường chín đoạn theo cách thức phù hợp với luật pháp quốc tế. Các luật, tuyên bố và hành động chính thức của Trung Quốc đều thể hiện những bằng chứng mâu thuẫn nhau đối với bản chất và phạm vi của các yêu sách mà nước này đưa ra, cho thấy ít nhất 3 cách diễn giải khác nhau mà Bắc Kinh muốn thể hiện. Thứ nhất, đường chín đoạn là khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với các đảo và vùng biển liên quan được xác lập dựa trên các đảo này theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Thứ hai, đường chín đoạn là các đường ranh giới quốc gia của Trung Quốc. Thứ ba, đường chín đoạn là ranh giới của cái gọi là các đòi hỏi biển lịch sử của Trung Quốc. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ trong trường hợp thứ nhất, nếu đường chín đoạn thể hiện các đảo mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền thì các đòi hỏi về biển trong phạm vi đường chín đoạn này phải phù hợp với các quy định của UNCLOS về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được xác lập dựa trên bờ biển và các cấu trúc địa lý theo đúng định nghĩa về đảo trong điều 121 công ước này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng dẫu đang có tranh chấp về chủ quyền đối với các đảo tại Biển Đông nên các vùng biển liên quan tới các đảo này cũng là đối tượng bị tranh chấp. Hơn nữa, kể cả nếu Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo tại Biển Đông đi chăng nữa, thì ranh giới của bất kỳ vùng biển nào được xác lập dựa trên các đảo này theo điều 121 của UNCLOS cũng đều phải được phân định giữa các nước liên quan. Trong trường hợp thứ hai, nếu đường chín đoạn định thể hiện các đường ranh giới quốc gia của Trung Quốc, thì những đường này đều không có cơ sở pháp lý phù hợp với luật biển. Theo luật quốc tế, các ranh giới biển được xác lập dựa trên thỏa thuận giữa các quốc gia láng giềng. Và do vậy, một quốc gia không thể đơn phương xác lập ranh giới biển với một quốc gia khác. Hơn nữa, một đường ranh giới như vậy không phù hợp với thực tiễn giữa các quốc gia và luật pháp quốc tế. Theo đó, vị trí của ranh giới biển được xác định dựa trên đường bờ biển đối diện, dài và liên tục, chứ không phải dựa trên các hòn đảo rất nhỏ và biệt lập như tại Biển Đông. Ngoài ra, các đoạn 2, 3 và 8 trên bản đồ năm 2009 của Trung Quốc không chỉ nằm khá gần bờ biển của các nước khác, mà tất cả hoặc một phần của những đoạn này đều nằm ngoài phạm vi 200 hải lý, tính từ bất kỳ cấu trúc địa lý nào mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Trong trường hợp thứ ba, nếu đường chín đoạn định thể hiện khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi cái gọi là vùng nước lịch sử hay là quyền lịch sử, thì những yêu sách này cũng không nằm trong mục đòi hỏi lịch sử được quy định trong điều 10 và 15 của UNCLOS. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Biển Đông là vùng biển nửa kín lớn. Trong đó, nhiều quốc gia duyên hải được hưởng quyền có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo luật biển. Luật biển không cho phép các đòi hỏi về biển của một quốc gia dựa trên yếu tố lịch sử được đứng trên những quyền này của một quốc gia khác. Trung Quốc cũng không đáp ứng được các tiêu chí pháp lý đối với yêu sách về vùng nước lịch sử, bao gồm thực thi chủ quyền một cách công khai, được biết đến rộng rãi, liên tục và hiệu quả tại Biển Đông, và được các nước khác công nhận việc thực thi này. Báo cáo kết luận,
Với những lý do trên, yêu sách hiện nay của Trung Quốc về đường chín đoạn là không phù hợp với luật quốc tế về biển. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ ít ngày trước thời hạn tòa trọng tài quốc tế yêu cầu Trung Quốc phải đưa ra tài liệu biện luận về vụ kiện của Philippines ngày 15 tháng 12 năm 2014 đối với những đòi hỏi chủ quyền phi lý của Bắc Kinh tại Biển Đông. Ngày 7 tháng 12 vừa qua, Trung Quốc đã tuyên bố không chấp nhận tham gia vụ kiện trên. Từ đó, Mỹ hợp tác cùng các nước trong khu vực để duy trì tự do hàng hải và tận dụng nhiều biện pháp khác nhau để tất cả các quốc gia có thể cùng chia sẻ lợi ích từ biển. Washington kêu gọi các nước liên quan cần giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng những biện pháp hòa bình, không cưỡng ép và phải dựa trên luật pháp quốc tế. Một loạt các bộ trưởng quốc phòng Mỹ qua nhiều thời kỳ từng nhấn mạnh rằng Washington sẽ không ngồi yên khi một cường quốc nào đó đang tìm cách viết lại luật lệ trên Biển Đông. Bây giờ Bộ Ngoại giao là cơ quan có thẩm quyền đã chính thức đưa ra một tuyên bố như thế để khẳng định chính sách đối ngoại của Mỹ là sẽ tìm cách giữ gìn cả hòa bình lẫn các tuyên bố chủ quyền hợp pháp tại khu vực này. Mỹ đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã tấn công trực tiếp vào lợi ích của các nước trong khu vực về những khía cạnh như an ninh năng lượng, kinh tế. Đây đều là các lợi ích sát sườn của chính phủ lẫn người dân của các nước liên quan. Khi trân trọng những lợi ích này, lãnh đạo của các quốc gia trong khu vực này sẽ nhìn thấy được lợi ích chung với cả những nước ngoài khu vực như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Khi đứng cùng nhau, các nước sẽ cùng có lợi. Còn nếu Trung Quốc cứ đơn phương đứng một mình, một phía làm tiếp những hoạt động phi pháp gây hấn trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền các nước trong khu vực, thì chính Trung Quốc sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Qua đó, anh em có thể thấy Mỹ và nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á đã đồng loạt phản đối và bác bỏ đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc. Thế nhưng thật hài hước là Trung Quốc vẫn cố đấm ăn xôi. Thậm chí còn truyền thông rằng có 60 nước trên thế giới hiện nay ủng hộ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Thế nhưng sự thật về liên minh 60 nước ủng hộ lập trường Biển Đông của Trung Quốc lại khiến ai nấy nghe xong cũng ngã ngửa vì là quá hài hước. Cụ thể, khi bị nhiều nước lên tiếng phản đối và bị Philippines kiện ra tòa án quốc tế, Trung Quốc đã tuyên bố hiện nay có 60 nước ủng hộ lập trường Biển Đông của họ. Thế nhưng điều bất ngờ là Trung Quốc lại vấp phải phản ứng quyết liệt từ chính các nước này. Đúng là nhục không để đâu hết nhục, anh em ạ. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất là Trung Quốc đã bị bọc mẽ bởi các nước nhỏ hơn, vốn rất cần đến nguồn viện trợ và đầu tư khổng lồ từ Bắc Kinh. Vương quốc nhỏ bé Lesotho ở châu Phi không hề có mối liên quan rõ ràng nào tới Biển Đông, nhưng đây lại là một trong khoảng 60 nước mà Trung Quốc tuyên bố rằng ủng hộ lập trường của họ đối với phán quyết về đường lưỡi bò sắp tới do Tòa trọng tài thường trực PCA ban hành. Sự tham gia đầy bất ngờ của Lesotho và một loạt các nước nhỏ khác nằm cách rất xa châu Á vào vụ kiện của Philippines này chính là kết quả của một chiến dịch vận động hành lang của Trung Quốc nhằm lôi kéo sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế, chống lại phán quyết của một tòa án được Liên Hợp Quốc bảo trợ. Theo bình luận của Ryan Kilpatrick của WSG, thậm chí khi phán quyết của PCA sắp được ban hành, báo chí Trung Quốc liên tục đưa tin về nước này, nước kia, ủng hộ lập trường không theo kiện, không chấp hành phán quyết của họ. Con số này được nâng từ 40 nước hồi tháng trước lên 60 quốc gia vào tuần này, trong đó được nhắc tới nhiều nhất là các quốc gia ở châu Phi, Trung Đông và Trung Á. Ngoài ra, báo chí quốc tế còn đưa tin rằng một đảng chính trị ở Nepal đã lên tiếng ủng hộ lập trường của họ đối với vấn đề Biển Đông trong một cuộc họp của đảng. Trước đó, Trung Quốc đã công khai cảm ơn các quốc gia mà họ nói rằng ủng hộ quan điểm của mình về vụ kiện. So với nhóm 7 hoặc 8 nước, con số này nói lên nhiều điều. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói hôm thứ Ba, con số 7 hoặc 8 nước mà ông Lục nêu nhiều khả năng ám chỉ nhóm G7. Những nước đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế. Thế nhưng Kilpatrick chỉ ra rằng, trên thực tế, sự ủng hộ của các nước này có vẻ yếu ớt hơn rất nhiều so với những gì Trung Quốc tuyên bố. Đến nay, chỉ mới có 8 quốc gia đưa ra tuyên bố công khai rằng họ ủng hộ việc Trung Quốc tẩy chay quá trình xét xử và bác bỏ phán quyết của PCA. Đó chính là các nước Afghanistan, Gambia, Kenya, Niger, Sudan, Togo, Vanuatu và Lesotho. Dựa trên các dữ liệu công khai mà Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington thu thập được. Nằm trong số 60 quốc gia trong danh sách Trung Quốc tự công bố đã thẳng thừng bác bỏ việc ủng hộ lập trường của Bắc Kinh, trong đó có hai thành viên của Liên minh châu Âu, EU. Theo Kilpatrick, với một quốc gia từ lâu đã phản đối Mỹ quốc tế hóa tranh chấp trên Biển Đông,
Chiến dịch lôi kéo này chứng tỏ Bắc Kinh đang ngày càng lo lắng về khả năng họ sẽ bị cô lập trong cộng đồng quốc tế nếu không chấp hành phán quyết của PCA. Kết quả thực tế của chiến dịch vận động cũng cho thấy những hạn chế trong sức ảnh hưởng và quyền lực mềm của Trung Quốc, ngay cả với những quốc gia nhỏ đang khao khát tiền viện trợ và đầu tư. Đây giống như là một liên minh đầy mơ hồ, hoặc chỉ đơn giản là những nước không nắm rõ tình hình, chứ không phải là một khối đồng nhất. Ewan Graham, chuyên gia về Biển Đông tại Viện Lowy ở Sydney, Australia nhận định, từ trước tới nay, Trung Quốc luôn khăng khăng không thừa nhận thẩm quyền của PCA và do đó sẽ bác bỏ phán quyết của tòa. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh vẫn đang gia tăng sức ép để buộc Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và phán quyết của PCA, nếu không sẽ phải đối mặt với tình trạng bị cô lập nghiêm trọng. Giải thích cho việc có hàng chục nước ủng hộ lập trường của mình, ông Lục Khảng cho rằng đây là những quốc gia quan tâm, hữu hảo với Trung Quốc và muốn hiểu biết tình hình thực tế. Sau khi nắm rõ bản chất vấn đề, họ quyết định đưa ra quan điểm và giữ gìn công lý, ông Lục nói. 8 quốc gia công khai ủng hộ Trung Quốc đều đưa ra một luận điểm chung rằng Trung Quốc có quyền lựa chọn phương pháp riêng để giải quyết tranh chấp. Thậm chí có quốc gia Tây Phi là Gambia còn thừa nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông ngay sau khi chuyển hướng quan hệ ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc vào tháng 3. Trung Quốc nói rằng nhiều quốc gia Ả Rập thể hiện sự ủng hộ của họ trong tuyên bố Doha sau một cuộc họp ở Qatar hồi tháng trước. Thế nhưng bản tuyên bố này chưa hề được công khai và các quan chức Qatar lẫn Trung Quốc đều không cung cấp được bản sao của nó. Một quan chức Trung Quốc còn nói rằng bản tuyên bố vẫn đang được dịch. Nga, cường quốc duy nhất nằm trong danh sách của Trung Quốc, đã nhất trí không nên quốc tế hóa tranh chấp trên Biển Đông, nhưng chưa từng công khai ủng hộ Bắc Kinh trong vụ kiện. Những tuyên bố của Trung Quốc về danh sách các nước ủng hộ chứa đựng nhiều thông tin mập mờ, không rõ ràng và đã vấp phải phản ứng của chính các nước có tên trong đó. Hồi tháng 4, Trung Quốc bất ngờ ra một tuyên bố nói rằng Ba Lan, một thành viên của EU, ủng hộ lập trường Biển Đông của họ. Ngay sau đó, các quan chức Ba Lan đã lên tiếng phản đối, giải thích rằng tuyên bố mà Trung Quốc đưa ra chưa được hai bên phê chuẩn sau một hội nghị giữa ngoại trưởng hai nước. Họ cũng nói rằng trong tuyên bố này, Ba Lan chỉ ủng hộ chính sách giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn của Trung Quốc, không hề nhắc đến một chữ nào đến vụ kiện hay tòa trọng tài. Tuyên bố đó không phản ánh chính xác quan điểm của Ba Lan về vấn đề Biển Đông. Quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi và phù hợp với chính sách tổng thể của EU, Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh. Slovenia, một thành viên khác của EU cùng quốc gia vùng Balkan là Bosnia và Herzegovina cũng lên tiếng bác bỏ các tuyên bố chính thức của phía Trung Quốc rằng họ ủng hộ Bắc Kinh trong vụ kiện. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất là Trung Quốc đã bị bọc mẽ bởi các nước nhỏ hơn vốn rất cần đến nguồn viện trợ và đầu tư khổng lồ từ Bắc Kinh. Hồi tháng 4, đảo quốc Fiji bác bỏ tuyên bố trên báo chí Trung Quốc rằng nước này ủng hộ Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông, Lào và Campuchia cũng bác bỏ thông tin từ phía Trung Quốc rằng ba nước đã đạt được đồng thuận quan trọng liên quan đến giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Một quan chức Campuchia tuyên bố thẳng thừng rằng chính phủ nước này chưa đạt được thỏa thuận như vậy với Trung Quốc. Chúng tôi vẫn chưa thay đổi lập trường của mình, ông này nhấn mạnh. Anh em thân mến, theo Greg Poling, chuyên gia tại sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc CSIS, Trung Quốc có vẻ như không mấy thành công trong chiến dịch lôi kéo quy mô lớn của mình. Rốt cuộc, khả năng nghĩ ra được một kịch bản xoay trở và lôi kéo các nước khác tin vào điều đó của Trung Quốc phản ánh cường độ sức ép mà nước này đang hứng chịu. Anh em nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video cho chúng tôi cùng biết nhé!